mộ Minh Kiên được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời. Cô nàng được đánh giá cao vì nghị lực và thái độ lạc quan. Được chú ý sau ngày đăng quang, Á hậu Huỳnh Minh Kiên gây ấn tượng bởi nhan sắc thu hút. Tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng cô nàng chiếm trọn sự yêu mến của công chúng. Đặc biệt sau những vụ lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi thì Minh Kiên lại càng nhận được nhiều sự chú ý. Minh Kiên hiện đang là sinh viên năm thứ nhất ngành quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Bà mẹ ly hôn từ khi Minh Kiên còn nhỏ, mẹ làm giúp việc, Minh Kiên sớm tự lập. Trong cuộc thi cũng như trong cuộc họp báo sau khi đăng quang, Minh Kiên không ngại chia sẻ mẹ mình làm giúp việc. Với một số phát điểm là mẹ Kiên là người giúp việc như vậy, Kiên đã chia sẻ câu chuyện này của mình và Kiên biến cái câu chuyện đó thành động lực. Cô luôn lấy mẹ để làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa, biến sự tự ti thành bản lĩnh. Động lực cho bản thân Kiên để Kiên nỗ lực, Kiên cố gắng nhiều hơn nữa. Từ nhỏ đã sống thiếu cha, lại thường xuyên chứng kiến việc cha tìm đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ, khiến tâm lý Minh Kiên bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thương mẹ, cô đã luôn tỏ ra mạnh mẽ như cái tên của mình. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi còn là học sinh, Minh Kiên đã nhận phụ đạo cho bạn để có thêm chút thu nhập đỡ đần mẹ. Trong đêm chung kết, nhan sắc của Á hậu 2 gây nhiều tranh cãi khi có lời khen ngợi, nhưng cũng có ý kiến chê thiếu nổi bật so với nhiều cô gái khác. Tuy nhiên, các giám khảo cho biết vẻ đẹp của cô gái 19 tuổi này phải tiếp xúc gần mới thấy rõ. Sự tiến bộ của cô trong cuộc thi đã được đánh giá cao. Trước những ý kiến trái chiều về nhan sắc của Á hậu 2, nhiều fan sắc đẹp truy tìm những hình ảnh đời thường của cô. Theo đó, nhan sắc đời thường của Minh Kiên được khen là có nét đẹp Tây với đôi mắt to cuốn hút. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng trong những buổi phỏng vấn, cô nàng được đánh giá cao bởi sự thẳng thắn, khiêm tốn khi được hỏi có phải đi thi vì muốn đổi đời hay không. Thật ra thì em đi thi, nếu mà nói về cái câu mà chị hỏi thì nó sẽ thiên hướng về việc là đi thi để đổi đời. Mà em thì em không có nghĩ vậy. Cô cũng chia sẻ rằng bản thân lúc tham gia cuộc thi không có điều kiện như những người khác. Những chiếc đầm cocktail là mượn từ bạn bè, chị gái, trong tủ đồ có gì thì mặc nấy. Và tủ đồ em có gì thì em mang đi thuê theo thôi. Minh Kiên cũng cho rằng bản thân mình cần phải hoàn thiện nhiều hơn, cần cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh xưng Á hậu. Miss World Việt Nam 2023 là sân chơi nhan sắc đầu tiên Minh Kiên tham gia. Ở giai đoạn đầu, cô chưa thu hút truyền thông và khán giả nhưng dần tỏa sáng sau vòng người đẹp thời trang, người đẹp biển. Cô gây chú ý khi có câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Kiên xin được phép lấy mình làm minh chứng sống là Kiên đã làm được và tất cả các bạn cũng sẽ làm được. Minh Kiên sống thiếu vắng tình thương của bố từ nhỏ, mẹ làm giúp việc, sớm tự lập. Ý chí và sự mạnh mẽ của cô nàng càng chiếm được cảm tình của mọi người.